Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô linh sam siêu bông nha anh chị. Mấy cây này đâm chồi sống khỏe hết rồi. Anh chị yên tâm ha. Linh sam siêu bông, một cây khá là to và đẹp ha. Này bán giá hữu nghị xả nghỉ Tết luôn anh chị ơi. Đó, còn mới cây nên xả cho những chị về anh chị chơi Tết ha. Rồi mã số 140 đâu hoành luôn. Hoành rất là to nha anh chị. Mấy cây này già dữ lắm, già luôn rồi. Hoành 23. Hoành 23 luôn. Chiều cao 31. Mã số 140. Rồi 350.000. Đó, bao rẻ luôn chị ơi. 350.000, cây rất là to và đẹp luôn. 141. 141 nè, đâm chồi hết anh chị. Hoành 16. Chiều cao 30. Mã số 141. Rồi 250.000, bao ship. 142. Đâm chồi hết anh chị yên tâm ha. Loại linh sam mà dễ sống lắm. Hoành cái này là 16. Chiều cao 24. 142, 200 ngàn thôi. Giá hữu nghị cho mình về chơi luôn. 143. 143. Còn lô này nữa hết anh chị. Hoành 15. Chiều cao 35. Mã số 143. 250.000 em bao ship linh sam siêu bông ha. Mặt hoa em có để về phía góc phải màn hình đó. Cây này xuyên hoa lắm nha anh chị. Ra hoa quanh năm ha. Hoành 15. Chiều cao 34. Mã số 144. Rồi cây này cũng 250.000 thôi. Em để hữu nghị cho mình về chơi ha. 145. 145. Cây này cũ bự lắm nè. Hoành 17. Chiều cao 24. Mã số 145. Rồi 200 ngàn thôi anh chị ơi. 146. Ồ, cây này to đẹp. Hoành 17. Chiều cao 39. Mã số 146. Rồi cái này 300 ngàn thôi anh chị ơi. Bao ship cho mình luôn. 147. Quanh cái này là 20. Chiều cao 32. Mã số 147. Rồi để rẻ mình 250 ngàn. Bao ship luôn. Này em bán bao ship tặng nhà cho mình luôn nha anh chị. Khi vận chuyển mấy cái đợt non nó có gãy anh chị thông cảm nha. Về đâm lại chồi mới thôi. Tại cây rất là dễ sống. Mã số 148. Hoành 16. Chiều cao 30. Mã số 148. Rồi để hữu nghị mình 200 ngàn thôi. 149. Ồ, cây này rất là to đẹp anh chị. Hoành 23. Chiều cao 26. Rất là khủng. Mã số 149. Cây này bự nha chị. Rồi để hữu nghị cho mình là rồi 350.000, bao rẻ luôn chị ơi. 150. 150. Hoành 14. Chiều cao 38. Mã số 150. Rồi 200.000. 151. Hoành 15. Chiều cao 24. Mã số 151. Rồi cây này hữu nghị 250.000, bao ship. 152. 152. Chung một cây rất là to và đẹp luôn. Giá rất hữu nghị luôn chị ơi. Có 250.000 bao ship luôn ha. Hoành 17. Chiều cao 31. 152. Mã số 152. Rồi cũng 250.000 anh chị. Cây này đẹp nè chị. 153. Cây dáng ba rất là đẹp luôn. Quanh đó là 18. Cành ba rất là 32. Chụp hình. Cây này mã số mấy? 153. Mã số 153. Rồi cây này 400 ngàn nha chị. Cây rất là đẹp. 153.
154. Rồi cây này cũng rất là đẹp luôn anh chị. Hoành 21, chiều cao 27, mã số 154. Rồi cái này 350 thôi, để rẻ mình về chơi luôn. 155. Hoành 15, chiều cao 29, mã số 155. Rồi cây này 300.000. 156. Hoành rất là 20, chiều cao 22, mã số 156. Ồ, cây rất là đẹp luôn. Cây này 300.000 thôi anh chị ơi, để ngủ nghỉ cho mình chơi luôn ha. 157. Cây quá lực. Quanh chỗ này là 20. Đó, cây rất là đẹp nha chị. Chiều cao 28. 157 rồi, 350.000 thôi, để ngủ nghỉ cho mình chơi luôn anh chị ơi. 158. Đâm chồi hết chị ơi, cây dễ sống lắm nha anh chị. 158. Củ cũng bự nè. Quanh chỗ này là 20. Chiều cao 25. Mã số 158. 158. Rồi cây này để hữu nghị cho mình 250.000 thôi. 159. Cây này thì nó có chày chỗ này miếng nha, nó sức keo rồi. Hoành 21. Cây hoành 21 quá trời bự nha. Chiều cao 26. Quá trời khủng luôn chị. Mã số 159. Rồi cây này để hữu nghị cho mình 250.000 luôn, bao ship luôn. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giới thiệu và giao lưu với cô chú anh chị cái loại bông trang nhung cẩm thạch, đột biến từ bông trang nhung ra ha. Trang nhung cẩm thạch nha chị. Lá thì nó thì lá cẩm thạch, bông thì bông màu đỏ. Đây cô chú anh chị có thể xem hoa ha. Cây rất là đẹp luôn. Đó, cây thì em bán, cây thì nó cao 30 trở lên hết ha. Đây nè, cây này cao, cây này tới cao tới 40 luôn nè anh chị. Đó. Ha. Cây em bán là cao trung bình 30cm trở lên. Đó, đây, cây cao 30cm trở lên. Ừ, cây thì cỡ bằng đầu ống hút. Đó, em bán đồng giá 5 cây chỉ có 200.000, em bao ship tặng nhà cho mình. 5 cây 200.000 thôi nghe cô chú anh chị. À, bông trang sọc đột biến từ trang vàng lá chung ra nha chị. Đó, nó sọc đỏ rất là đẹp luôn. Đây, cây thì em bán cho cô chú anh chị là có mặt hoa sẵn trên cây hết. À, cái này là có mặt hoa cho cô chú anh chị luôn. Cô chú đảm bảo giống một chất lượng 100%. Thì cây em bán thì nó chiều cao trung bình là 30 trở lên. Đây cô chú anh chị xem ha. Từ mặt bầu lên 30cm, 30 trở lên hết ha cô chú anh chị. Đó, thân của nó thì cỡ đầu ống hút thôi. Này em bán 5 cây. Này giảm đáng rất là rẻ cho cô chú anh chị luôn. 5 cây 150.000 em bao ship tặng nhà luôn. Đó, 5 cây. Trang sọc đột biến ha. 5 cây mà chỉ có 150.000. Em bao ship cho cô chú anh chị. 5 cây 150.000. Cái lô bông trang phụng hoàng cam. Đó, hoa của nó là cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Cây này đã sống khỏe hết trơn ha. Cây này cây chiều cao thì em bán cho cô chú anh chị. Chiều cao là từ 30cm trở lên. Cô chú anh chị xem ha. Cao 30cm trở lên. Phụng hoàng cam. Cây búp hoa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hoa nhìn mặt hoa nè. Đó, em bán đồng giá là 5 cây. 30cm trở lên là chỉ có 200.000, em bao ship tặng nhà cho mình. Cây cao 30cm trở lên, trong 5 cây đó em sẽ lựa một cây có búp hoa hoặc là bông hoa cho cô chú anh chị. À, trong 5 cây sẽ có một cây. Đó, cây rất là đẹp luôn. Cam trái xù nha cô chú anh chị, không phải cam trái thường ha. Đó, mấy cây này là em bán đồng giá 5 cây. 5 cây chỉ 150.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Cây sam trái xù. Cây thì em cao là từ 30cm trở lên. Đây cô chú anh chị có thể xem ha. Trung bình khoảng 30cm nha chị. Nè. Đó. Đó. Trung bình là khoảng 30cm. Đây chịu đổ đây. À, cũng 30cm. Cây thì nó cỡ đầu đũa ăn thôi anh chị ơi. Đó. Cao đầu đũa ăn thôi. Mấy cây này cô chú anh chị về uống đổ hoặc uống chừng lắc rất là đẹp ha. Em bán đồng giá 5 cây chỉ 150.000. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn.
sam trái xù nha cô chú anh chị, loại sam hương Đài Loan lá cẩm thạch. Đó, cái lá cẩm thạch rất là đẹp nha cô chú anh chị. Sam hương thì nó cũng có hoa có trái nha anh chị, đây là hoạt hoa của nó đây, nó có trái nữa ha. Sam hương Đài Loan lá cẩm thạch thì em bán cho cô chú anh chị là một cây cao từ 30cm trở lên đây. Đó, cây nào cũng cao trên 30cm cho nghe cô chú anh chị. Đó, cao 30cm trở lên hết. Đó, cây này cao 4-50 luôn. Rồi cái thân của nó thì cỡ đầu đũa ăn trở lên. Cây cao 30cm trở lên. Mấy cây sam hương lá cẩm thạch này cô chú anh chị về mà mình làm cây mini hoặc là về uống đổ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Cây sống khỏe thường chậu hết rồi. À, đó cô chú anh chị xem ha. Sống khỏe thường chậu hết, em bán 5 cây chỉ 150.000, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, này bán rẻ cho cô chú anh chị về cô chú anh chị làm giống ha, hoặc ghép vô sam hương của mình, 5 cây 150.000 bao ship. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Đó, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ mình nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm thì tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái cắt cây á, mặt cắt của cái cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Rất là dày nha anh chị, à, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị, dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú chị. Rồi thứ hai
là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mình nhìn vào bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây, em để dưới đây nè. Đây, đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi, tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, tuần mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ với